Chào các bạn, thông thường thì khi mà các bạn chuyển một cái file, một cái tệp hình ảnh thì các bạn thông thường sẽ gửi qua email hoặc là Gmail. Thì Cốc Cốc vừa mới ra một cái tính năng mới, đó là chuyển file từ máy tính qua một cái thiết bị điện thoại của mình, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Các bạn hãy cùng xem video để xem cách làm như thế nào nhé. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào trình duyệt Cốc Cốc trên chiếc máy tính của mình. Sau đó các bạn sẽ bấm tổ hợp Ctrl+Z. Này, hoặc là các bạn có thể bấm vào Cốc Cốc và chọn vào phần tải xuống. Thì khi mà bấm vào phần Cốc Cốc và chọn vào phần tải xuống thì các bạn sẽ thấy là ở bên góc trái nó sẽ hiện ra chữ là chuyển sang điện thoại. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây và chọn một file bất kỳ, file Word, file hình, tất cả file âm thanh, file nhạc, file video gì các bạn tùy chọn, thì mình sẽ chọn một tấm ảnh bất kỳ nha các bạn ha. Thì Cốc Cốc nó sẽ hiện ra là mã QR code. Sau đó các bạn sẽ dùng chiếc điện thoại của mình để quét mã QR code này. Thì thời lượng của các bạn là chỉ có 10 phút để các bạn có thể quét mã QR code này thôi. Nên là các bạn hãy nhanh để các bạn không bị bỏ lỡ cái mẫu mã QR code này nhé. Ok, tiếp theo là mình sẽ vào cái trình duyệt Cốc Cốc trên chiếc điện thoại của mình. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng bên góc phải và chọn vào nút là nhận file vào quét QR. Ok, như thế này. Sau khi mà các bạn đã quét mã QR xong thì cái file của bạn sẽ được hiện ra như thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào nút mở. Và khi mà hiện lên rồi thì các bạn sẽ nhấp vào nút bên trái như thế này. Thì các bạn có thể chia sẻ qua Facebook, Zalo hoặc là các bạn có thể sao lưu vào một cái album ảnh của các bạn. Ok, như thế là xong rồi. Vừa rồi Ngân đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển file từ một cái máy tính sang một chiếc điện thoại bằng trình duyệt Cốc Cốc của mình. Thì nếu mà các bạn thấy hay cũng như là hữu ích thì nhớ like, share and subscribe cho Ngân nha. Xin chào, hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.